Vi Hành Cùng Sao. Chương trình review độc đáo và chân thật về ẩm thực, các dịch vụ sức khỏe, làm đẹp, những địa điểm check-in sống ảo hoặc những nơi vui chơi giải trí đang gây sốt cho giới trẻ, hấp dẫn, vui nhộn và nhiều màu sắc. Vi Hành Cùng Sao. Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với chương trình Vi Hành Cùng Sao. Và ngày hôm nay mọi người sẽ thấy một hình ảnh nữa, đó chính là Việt Thi và anh Mon. Bởi vì ngày hôm nay Việt Thi sẽ đến một quán mà chúng ta sẽ ăn là món ăn rất là mát lạnh, đó chính là bingsu. Nhưng mà anh Winner thì lại không thích ăn bingsu, mà anh Mon thì cực kỳ thích ăn bingsu luôn. Cho nên Việt Thi rủ anh Mon đi. Anh Mon có thấy thích không? Thì hiện tại là Việt Thi và anh Mon đang trên đường Nguyễn Cư Chinh ở quận 1. Cái quán ăn này có tên là The Reverse Brothers, thì nó nằm ở khu phố 4, hẻm 168 Nguyễn Cư Chinh, quận 1 luôn. Chỗ này rất là dễ tìm bởi vì vừa đi vào hẻm là cái quán bingsu này ngay đầu hẻm luôn. Thì bây giờ Việt Thi và anh Mon sẽ đi vào quán nhé. Ok, let's go. Anh ơi, chào anh ạ. Ngày hôm nay tụi em đến từ chương trình Vi Hành Cùng Sao. Hey, 안녕하세요. 저는 황영입니다. 저는 박사입니다. 반갑습니다. 감사합니다. Anh có thể cho em biết là tại sao mà anh lại có cái ý tưởng là mình lấy một cái thương hiệu ở bên Hàn, mình về Việt Nam mình làm mà không làm những cái món bingsu bình thường như là ở Việt Nam? Bạn Minh Hồ có giới thiệu cho mình và nói cho mình rằng đây là rất là đặc biệt. Khi mà anh nói bưng ra cho mình thì mình thật sự rất là pride. Sốc. Cái bingsu rất là to và tràn đầy màu sắc mình. Khi mà mới vừa bước vào thôi, em chưa cảm nhận được sự fresh của bingsu, mà em cảm nhận được sự fresh của hai anh em, sự fresh của hai anh em. Này nha. Em cảm nhận được sự tươi mới. À được. Bây giờ em đã đang rất là hóng món bingsu rồi, không biết anh có thể giới thiệu cho em một xí về menu của mình được không ạ? Đây là menu của tụi mình ha. Quán của mình chủ yếu là có 3 món chính, đó là bingsu, sinh tố và nước ép. Tất cả đều từ trái cây. Rồi, em chọn món đi. Em nghĩ là em sẽ ăn dưa lưới vì nó tốt cho mắt, dưa lưới rất giàu. Ôi, dạ. Mà cái này nó có ghi cả có ghi nhờ. Và vitamin nhóm B rất cần thiết cho bạn thiếu máu. Anh thích ăn bingsu trái dừa không? Ok. Cho em một bingsu dưa lưới với lại một bingsu trái dừa. Cho em một nước ép dưa hấu. Anh xin tốt ba loại quả mọng. Sự là tụi em cũng rất là thắc mắc về cách làm bingsu của mình ấy ạ. Thì không biết là anh có thể cho tụi em trải nghiệm cùng anh làm okay. Bingsu. Bây giờ mình sẽ mời hai bạn xem cách làm và sau đó hai bạn sẽ có một quy thi nhỏ nhỏ để mà xây tháp bingsu cao hơn, tiệm cận cái mức 30 cm. Wow, khó nha, không được đâu. Dạ vâng, ok. Ok anh. Dạ, sẵn sàng. Dạ vâng. Hai bạn sẽ thi bằng hai món khác. Đầu tiên chúng ta sẽ bổ quả dưa hấu này nha. Đúng là khi mà con trai vào bếp thì nhìn nó khác ngầu hả? Ngầu á. Khi mà con trai vào bếp thì nhìn nó khác ngầu hả? Ngầu á. Rồi, wow. Mọc luôn. Oh. Bingsu nó không có bỏ vào trong những cái tô ấy. Đĩa. Mà nó bỏ vào hẳn vào trong cái vỏ của cái loại trái mà mình ăn luôn. Ngầu. Đang lại sáng tạo, lại sáng tạo. No. Em cực thích ăn như hấu. Nhìn này nhìn cũng dễ làm mà. Cái gì? Dễ làm mà, anh thấy chỉ cần bỏ hết mấy cái ruột bên trong của vỏ xong rồi để lại vỏ. Không, em thấy khó. Mới có bước này thôi mà nó dễ rồi, lỡ mấy bước sau nó khó rồi sao? Mấy bước sau tính sau. Ngày công này làm mình lâu ha. Ừ. Tính cái. Khá mất thời gian, nếu mà khách tới đây cũng đợi một món phải hơn 10. Oh. Rồi. Vì mình làm handmade nhiều á. Đúng không? Không có tiền sao. À, cắt rồi bỏ lên cái phần trên á anh. Cái này là dành cho những cô bé nội trợ như Việt Thi nè. Cái thành hình khối nha mọi người. Vuông thành vuông á. Nếu mà thật sự cảm nhận của Việt Thi bây giờ thì Việt Thi chỉ muốn đứng ở đây thôi. Mọi người hay mất thật ở bên đây. Việt Thi mê trai mọi người ạ. Gì đó? Ê, anh ơi. Gì đó? Ê, anh ơi. Anh ơi. Nè, anh ơi. Em đúng rồi đúng không? Cái này gọi là động tác bằm. Để khoảng một chút ở trong cái máy xay. Cái này là sữa đúng không? Sữa đặc ha. Sữa như kiểu là mấy cái sữa có màu á. Có mà. Anh ơi, cái sữa này mình pha chế với cái gì mà nó ra được màu như thế ạ? Có một chút nước ép trái cây. À, thấy chưa? Nếu mà trái cây á, mình ăn thì được màu.
nếu mình xoay xích lên là nó sẽ bớt nhiệt, nên mình phải cho chút nước ép vào. Dễ ý à? Không dễ đâu nha. Oh, that's not noisy like the way my mom. Thật ra thì cắt bớt cũng dễ thôi. Dễ không? Dễ. Anh hơi cà khẻ em ấy nha. Sao? Xay một khoảng tầm 2 giây là mình lại mở ra để mình... Dạ không? Ok. We done. Ồ ồ ồ. Rồi bây bắt đầu nặn nè. Ôi. Do you want to be a snowman? Nói thì công việc build này giống giữ build lâu đài cát vậy. À vậy không kìa. Ôi. Wow. Xuyên suốt một cây này là bạn sẽ cảm nhận cái cây fresh. Wow. Ôi cái này rất khó nha, cái này rất khó nha, không đùa được đâu. Cứ ngọn lên. Làm rất dễ, nhưng mà khi mình làm vô là các bạn. Wow, trời ơi, anh thật sự rất em tin là tí nữa em làm này đến tầng này thôi em đổi rồi. Cái ở dưới nó phải rất là bự, rồi từ từ lên trên nó không nhỏ dần. Wow. Ok. Đứng rồi đó. Đứng. Anh mon hả? Thi hả? Lòng bàn tay. Không, thật sự rất khó nha, rất khó luôn đó, không đùa. Thế mà. Đâu. Dễ, ừ anh cứ nói dễ đi, tí xíu là đổ coi. Cái này cũng đặc biệt nè. Wow. Anh em thử một miếng đi. Dạ thử một miếng đi. Dạ mời hai anh. Ngon quá à. Fresh. Sao? Hai Kamsahamnida. Hai Kamsahamnida. Và bây giờ mình và anh Mon sẽ bắt đầu thi. 1, 2, 3. Em thấy sức mình sinh, trời ơi, sao lại sao mọi người ạ? Tất cả có thể chưa sửa chữa được. Không sao. Em sắp có bằng rồi đúng không anh? Không phải em sẽ bị đuổi việc không anh? Nó mà ngã một cái em khóc nè. Nào nào ngoan nào ngoan. Rồi rồi ngoan lắm. Ủa sao anh cáo vậy? Anh bước. Ok ok em xong rồi này. I'm done, I'm done. Dạ. Lá cờ nó cấm. Dạ vâng. Ui, té tay luôn á trời. Ok, bây giờ mình sẽ để kế bên nhau coi cái nào cao hơn. Dạ. Chết, của Mon cao hơn rồi. Đâu của em cao hơn. Yeah. Nữ của cao hơn, người đẹp hơn. Đã vậy còn sạch sẽ hơn á anh. Chiến thắng. Yeah. Trong chương trình này mình nhường cho bạn nữ hết, phải nữ luôn luôn đúng. Trời, mấy cái này dễ. Ok, ờ dễ, dễ. Quen nó to mà nó vừa con gì cao nữa. Ok, bây giờ mình sẽ ăn nhé. Mình ăn trước rồi bởi vì nó sắp đổ. Em muốn ăn cái quả anh không? Ăn cực, rất ngon. Cái này nó ngọt hơn rất nhiều so với cái trái dưa hấu lúc nãy luôn. Ăn mất mất. Em định phải anh à? Không sao, mọi người thử. Cái này ngon nhờ. Cái trái dưa lưới nó ngọt hơn trái dưa hấu rất nhiều. Không, và... anh thích cái này hơn. Còn cái này thì nó có vị ngọt. Theo như mình biết á, do cái này được làm 98% là từ trái cây rồi á, cho nên là cái vị của nó sẽ phụ thuộc vào cái trái đó. Chẳng hạn như cái trái đó ngọt thì cái này nó sẽ ngọt, còn cái trái đó mà nó nhạt thì cái vị nó sẽ nhạt. So fresh. Với lại á, nó khác hẳn hoàn toàn với bên xu Việt Nam. Nó không phải là mấy cái kiểu đá bào xong rồi bào ra xong rồi nó sẽ có siro chê. Nó không ngọt bằng cái bên xu bình thường. Nó sẽ có một cái vị rất là thanh, không có bị ngọt gắt. Đó, dạ. Nói chung là cái món này mà thực ra Bắc thì có như ở có bốn mùa, có mùa lạnh ấy, ăn sẽ rất là ngon. Vì là khi em lạnh á mọi người chùm hết áo rét và các thứ vô, mọi người thưởng thức này, mọi người đang ở trên Sapa đồ, trên đỉnh Everest đồ.
Ờ em sẽ ui. Em có thể mang về không anh? Ôi cái đẹp quá, em muốn mang về. Cái này là liên quan đến môi trường. Cái này là liên quan đến môi trường. Hay. Anh thấy cái của em khá cao. Em không mang nhanh nhá. Đổ. Cái của tôi nó nghiêng chứ nó không đổ. Biết thắp nghiêng đi ra nó chỉ nghiêng chứ nó đâu đổ. Nó sắp đổ. Nó chỉ nghiêng thôi chứ nó không có đổ. Nó sắp đổ thật sự, đừng có đùa. Nhưng mà anh thấy là nếu mà quán mà có như kiểu là nó sẽ đổ cái này ấy, thì mong là quán có thể là sẽ khắc phục thêm một cái như kiểu là sẽ làm những cái sai nó vừa hơn để cho các em nhỏ ấy. Ăn thì nó sẽ em thích như vậy tại vì đó là điểm riêng em thích á, ăn được cả khẻ em nữa. Em nghĩ là nếu như mà đi ăn á thì nó kêu một cái mà rồi hai người ăn chung chứ thôi em một cái thì mọi người không ăn hết, một cái thì mọi người không ăn hết. Xin phép em uống nước. Wow. Trời đẹp quá ha. Không lấy gì màu đẹp nha. Nước ép dưa hấu nè. Và sinh tố 3 loại quả mọc. Anh nghĩ là cái này nó sẽ rất là đặc biệt cho anh thử món này trước đi. Thử ha. Đây là vịt quất. Không phải. Anh thấy nó hơi khó đối với anh. Nó hơi chu. Nhưng mà cái màu này nó đẹp. Đây thật sự là cái vị em thích luôn. Nó chua chua ngọt ngọt. Lâu lâu thì có vị của trái dâu tằm, lâu lâu thì có vị của Việt Quốc. Ngon rồi, ngon lắm luôn. Ngon gì? ngon lắm luôn á. Em muốn cái thử của em dưa hấu chắc là cũng rất là okay. Bình thường không? Dưa hấu thì giống như không biết để thử đâu. Nhưng mà ngọt hơn, ngon quá. Anh gọi tên mình đâu. Và sau khi thử hai món nước cùng với hai món bingsu thì Việt Thi rút ra kết luận ở đây có rất là nhiều ưu điểm, hẹn như là rất là sáng tạo nè, bởi vì bingsu là có hình thái. Cái thứ hai nữa là bingsu khác hoàn toàn với những loại bingsu truyền thống khác. Cái thứ ba nữa là trang trí vô cùng bắt mắt và những loại đồ uống khác cũng là vô cùng và đặc biệt và ngon luôn. Thêm một điểm cộng nữa là anh chủ quán và anh quản lý ở đây rất là dễ thương, cũng coi như là rất là tận tình khi mà chỉ dạy tụi mình cũng như là phục vụ tụi mình nữa. Còn anh thấy sao? Với ưu điểm thì Việt Thi cũng đã nói rồi thì mình cũng chỉ bổ sung thêm thôi, đó là thực sự thì quán lúc mà mọi người mới bước vào ấy, mọi người sẽ cảm thấy là mọi người đang bước vào một cái quán Hàn Quốc, tại Hàn Quốc luôn. Và cách trang trí ở cái không gian này rất là đơn giản. Và mình là một người rất là đơn giản. Em cũng vậy. Nên là mình rất là thích những cái decor như là từ đồ uống này, đồ ăn, như là cách trang trí ở đây rất là đơn giản, rất là basic. Nhưng mà em thấy là nếu như mà cái món này mà nó hơi bị cao quá thì nó sẽ rất là dễ bị đổ hoặc là bị khó ăn ấy. Cho nên là theo một cái biểu pháp này là nó vừa phải thôi, không cần phải cao quá nữa. Nhưng mà thấy mấy anh cũng có nói đó, là mấy anh có thể làm cao hơn nữa, bởi vì nó phải cao cho nên nó mới khác biệt. Đúng rồi. Nếu như mà không cao nữa thì nó không còn là cái khác biệt nữa, cho nên nó còn phải cao nhưng mà nó cao vừa đủ đó. Thì đó vừa là khuyết điểm cũng vừa là ưu điểm luôn. Vì khi thấy thì món dưa hấu hơi nhạt, cho nên là nếu như mà bạn nào mà ưu chuộng ăn ngọt á thì nên ăn coconut. Còn nếu như mà thích ăn nhạt mà ăn fresh ấy, thì nên ăn dưa lưới và dưa hấu. Đó. Vậy là ngày hôm nay Việt Thi và anh Mon đã khám phá xong quán The Reverse Brothers rồi. Cũng nghĩa là tập hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Vi Hành Cùng Sao. Và cũng nhớ ủng hộ nhóm B36 nha. Bye.